chào quý vị. Trước khi bắt đầu buổi học ngày hôm nay, mời quý vị chấp tay chúng ta đến lễ Đức Thế Tôn. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa nam mô tathāgata ARAHATO samma sambuddha à, hôm nay chúng ta học uh, giáo lý Phật pháp bên căn bản một lần nữa sẽ nhắc lại đó. cái gọi là cái căn bản mình nên hiểu nó là cái nền tảng chứ không phải là cái căn bản là cái mà mình xem thường nha nó là cái nền tảng để chúng ta có thể dựa vào đó đó chúng ta đi lên còn khi mà mình xem thường thì chúng ta rất là khó để mà đi lên hơn nữa năm cái giới năm giới tại gia cư sĩ à, phải nói là không biết là sư có quơ đủ ca nấm hay không nhưng mà sư cho rằng phần lớn những người tự, tự nhận mình là phật tử đến chùa thường vẫn không có hiểu về năm giới, không có nắm vững về năm giới, nó dẫn đến cái chuyện là mình không biết là rốt cuộc mình có phạm giới hay là mình không phạm giới. Chính bởi vì như vậy đó, cái um, học về cái giới đó là một cái buổi học rất là quan trọng. Ừ. Và ngày hôm nay chúng ta qua cái giới không trộm cắp, thì trước khi mà qua thì sư hỏi quý vị một chút xíu ha những con người đang có mặt ở đây xin đặt một câu hỏi bây giờ đó quý vị cho sư biết là cái việc mình à, bố thí nó cho kết quả gì bây giờ mời um, cô um, đoàn thị ánh hả? nó gì thì ánh doãn hay như thế Được. Ừ. cô trả lời cái câu hỏi đầu tiên rất là đơn giản nha cái quả báo của bố thí là gì cô mở cái micro lên cô ơi chưa có mở micro ừ. dạ 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 với dạ, đà phật ừ. con chào sư ừ. dạ con bà sư là theo con hiểu thì quả báo của sự bố thí thì sẽ đem lại giàu sang an vui ừ, rồi rất là tốt dạ vậy là phật rồi bây giờ một là cô trả lời tiếp cho sư câu hỏi thứ hai luôn còn không thì sư mời vị khác à, đó là bây giờ nếu như mình nói bố thí cho cái quả dầu sang như vậy á tại sao có những người họ giàu nhưng mà họ lại không giữ được tài sản ví dụ như bị một cái biến động kinh tế chính trị nào đó không phải là do họ không phải là do họ lười nha không phải do họ lười yeah. mà do một cái biến động nào đó và tự nhiên là họ mất mát tài sản hoặc thí dụ như là họ bị con cái nó phá sản hoặc là bị một cái căn bệnh cầm kha nào đó thì yeah. cái lý do gì mà họ nếu như họ bố thí thì họ có nhiều tài sản nhưng mà tại sao họ lại bị như vậy gà yeah, mô hoặc nha yeah, con con xin bổ sung ý của con hồi nãy một chút nó là bố thí thì còn đem cho mình được cái lợi ích là mình bỏ được cái tật tham sang còn à, theo như câu hỏi của sư thì con xin trả lời là tại vì Phật dạy là tất cả mọi thứ đều vô thường thì à, theo uh, chúng con ở đời thì nhiều khi nhiều đời nhiều kiếp Luân hồi sanh tử cho nên là phước mộng nghiệp dày thì mặc dù có tiền của nhưng mà À, Phật dạy là của năm nhà, thì nếu mà mình không có phước á, thì sẽ bị uh, theo của năm nhà thì bị uh, bệnh hoạn rồi uh, dịch họa rồi thiên tai trộm cướp con cái phá tán thì cái đó là do cái nghiệp của mình đã gây tại nhiều đời nhiều kiếp cho nên là mình bị vào cái uh, của năm nhà thì mình không, sẽ không giữ được mô Phật. Rồi rất là tốt ha, rồi xin cảm ơn cô. Thì thưa với quý vị đó, khi mà mình sinh hoạt ở đời, ha, mình sống ở đời lúc nào chúng ta cũng muốn có được tài sản nhưng mà thường ở đời bên cạnh cái chuyện là mình muốn có mình nỗ lực để mình có mà mình còn phải ráng để mình giữ gìn tài sản chứ không ai muốn mà tài sản mình có xài đỡ một hôm rồi sau đó bị mất nhưng mà như là cô lúc cuộc nãy xưa cũng chưa có hỏi tên cô là cuối cuộc cô tên là À, cô hay cô anh, thì cô ánh, thì sẽ cô, cô không biết. Ừ. nhưng mà thôi. à rồi còn thì anh. Đó. như là cô ánh nói đó, thế sự nó vốn dĩ là vô thường. tất cả các pháp đều là vô thường, có sanh tức có gì cái phước mình làm á, nha cái phước mình làm, nó cũng vô thường. tại sao? À, chúng ta bố thí thì nó cũng có chừng mực nào đó thôi và khi chúng ta xài hết cái phần phước đó rồi thì tự nhiên là mình không có tài sản nữa có những cái chúng ta giàu là do chúng ta có sự nỗ lực siêng năng à, làm việc đúng không đó là sự nỗ lực hiện tại nhưng mà nếu mà mình xét về cái khoản nghiệp quá khứ thì có những khi mình bị mất mát tài sản nó không dính dáng gì đến chuyện nỗ lực hoặc thậm chí chúng ta có thể nói là mình có nỗ lực mình cứu tài sản thì tài sản nó cũng đổi nón ra đi ví dụ như thiên tai tránh không được à, hoặc là như giống như là bây giờ ở uh, nga với ukraine đó đánh nhau mất mát tài sản tránh không được đấy hoặc là mình sanh ra đứa con nó phá sản không được. hoặc là mình bị bệnh những căn bệnh mà trầm kha tốn rất là nhiều tiền tránh một phần lý do là do cái phước của mình đó hết nhưng mà ngày hôm nay sư muốn đề cập đến một cái vấn đề nó nghiêm trọng hơn nó nghiêm trọng hơn à, đó là cái chuyện chúng ta không giữ giới sư lấy ví dụ như thế này nè khi mà chúng ta có một cái luôn nước ha, chúng ta có một luôn nước thì chúng ta xài được bao nhiêu nước là chúng ta xài những cái nước ở trong cái lưu. Chúng ta có nửa lu nước thì chúng ta xài được nước trong nửa lu. Chúng ta có được một cái một lu đầy thì mình xài được nước của một lưu đầy. Tức là mình xài bao nhiêu thì nó hết bấy nhiêu. Nó tương ứng với cái chuyện là cô ánh của vừa mới nói. Đó là khi mình xài hết thì tự nhiên không còn nước nữa. Cũng tương tự như vậy, cái phước mình bố thí mình xài hết rồi thì mình cũng không còn tài sản nhưng mà còn một vấn đề nữa dính dán cái lưu này. Đó là gì? Cái lưu nó bị thủng. Thì khi cái lưu nó bị thủng, mình đổ nước vào, mình không có xài, nó vẫn chảy mất. Nha. Mà nước nó giữ được bao lâu á, nó tùy theo cái cái lưu nó thủng nhiều hay ít cái lưu nó mà cái thủng cái mở tăng quát ra đó thì coi như là chịu thua đổ vào đầy là nó chảy ra chống vánh nha còn nếu như cái lũng nó cái lỗ nó chỉ như cái lỗ kim thôi thì nó cũng chảy không xài nó cũng chảy hết nhưng mà cái thời gian đó thời gian mình còn để mình sử dụng nước trong cái lưu nó nó lâu hơn đấy hoặc như cái lưu nó bị nứt thì nước nó cũng thấm ra khỏi cái kẻ đó nhưng mà nước mà mình còn sử dụng được nó lâu hơn cũng tương tự như vậy. Khi chúng ta không giữ giới, đó khi chúng ta không giữ giới, chúng ta có tài sản mà chúng ta xài không được. Do đâu? Do nó chảy mất, do nó bị biến mất. Nha. Và đó là lý do chúng ta phải học cái học kỹ cái giới này để chi, để mình bảo vệ tài sản của mình không lý do gì đó quý vị bỏ tiền bỏ bạc bỏ công bỏ sức bỏ thời gian ra mình đi làm phước mình đi làm từ thiện mình đi hết chùa này đến tổ chức kia mình làm đủ hết mọi chuyện rốt cuộc tài sản đó mình không xài được uống nó phí đó là lý do mình phải tìm hiểu kỹ nha thà mình xài hết phước của mình nó không nó không có oan nó không có uổng chứ còn mình không kịp xài mà nó đã mất rồi thì như vậy nó uổng lắm ừ. chính bởi vì như vậy hôm nay chúng ta học uh, cái giới là không trộm cắp đầu tiên đầu tiên chúng ta cần phải uh, chúng ta có năm điều kiện nhớ dùm sư chúng ta có năm điều kiện năm điều kiện để chúng ta phạm giới không trộm cắp quý vị ghi trước đi ha, rồi sư sẽ giải thích sao. Thứ nhất là cái của cải có chủ giữ gìn. Ừ. Sư nghĩ có có chủ được rồi, chứ còn mình để có chủ giữ gìn mất công mình có người họ nói là bây giờ chủ không giữ, nó bỏ qua bỏ lăng bỏ lóc rồi tôi lấy không sao không được. Mình nói nếu mà mình hiểu cho nó đủ là của cải có chủ, tức là không phải của mình đấy, nha. Của cải có chủ cái thứ hai đó là mình mình biết rõ là của có chủ ừ. cái thứ ba đó là mình muốn trộm cắp cái thứ tư á là mình um, nỗ lực ha. cố ý cố ý trộm cắp ừ. hành động nha, hành động thực hiện trộm cắp. Ừ. Đấy, và thứ năm á là đã lấy được. Rồi. Ờ, thì chúng ta có năm cái điều kiện này. Ừ. Đầu tiên á là của cải có chủ. Thứ hai là mình biết rõ là của có chủ cái thứ ba đó là mình muốn trộm cắp thứ tư là mình thực hiện hành vi trộm cắp và thứ năm là nó đã lấy được rồi. rồi bây giờ sư phân tích ha. Cái, cái việc mà của có chủ nó quá đơn giản rồi à, mình cứ nghĩ nó đơn giản nhưng mà nó như thế này như có một vài cái lắc léo như thế này ví dụ như à, tên trộm nó trộm đồ ở trong nhà của mình nhà nó trộm đồ ở trong nhà của mình thì khi nó trộm được á khi nó trộm được tức là nó đã thay đổi cái quyền sở hữu của mình thành của nó thành ra ở đây nó có một cái một cái vấn đề một cái gọi là cái lắc léo ở trong đây đó là gì mình là người chủ sở hữu vốn có của cái món ví dụ như cái ví dụ như cái điện thoại đó đi nhà ví dụ như cái điện thoại đó đi À, điện thoại mình để ở trên bàn mình hớ hên cái tên ăn trộm nó lấy tên ăn trộm nó lấy và khi nó lấy như vậy đó à, nó thay đổi cái quyền sở hữu và như vậy đó. và như vậy đó. trừ khi nha, trừ khi à, mình à, mình là mình là chủ của cái điện thoại đó mình lấy lại của nó nha. mình bắt nó rồi mình lấy lại thì cái đó mình thu hồi cái quyền sở hữu của mình thì cái đó không vấn đề gì nha không vấn đề gì à, nhưng mà đó nhưng mà nếu như mà một cái anh một cái người khác phát hiện cái anh này đó ảnh năng cắp cái điện thoại của mình rồi ảnh lấy cái điện thoại đó ảnh lấy cái điện thoại đó thì ảnh khi mà ảnh trộm như vậy đó là ảnh trộm điện thoại của tên ăn trộm Chứ không phải là trộm điện thoại của mình nữa Nhớ dùm cái chuyện đó Tại vì nó đã đổi quyền sở hữu Từ mình qua tên ăn trộm rồi Trừ khi mình là chủ trực tiếp Của cái món đó Mình lấy lại, mình thu hồi quyền sở hữu thì được Còn người khác mà cầm đó, nha Cầm đó, Là coi chừng là họ Dính như cái tội trộm Cho nên quý vị thấy đó, bây giờ pháp luật của mình ấy, Là người ta phải xử lý đem tên ăn trộm nó ra xử lý nó buộc tội nó và buộc nó phải trả lại tài sản nó trộm cắp cho chủ sở hữu chứ không phải là mình theo cái kiểu là mình <laughs> giật tài sản nó rồi mình mình nghĩ là à, cái này là tên ăn trộm là nó lấy à, à, kiếm phi nghĩa cho nên mình lấy của nó không sao sai dù cho mình có lấy tài sản của tên ăn trộm đi nữa thì nó vẫn là trộm cắp nha cái thứ hai ví dụ như À, cái người thợ săn họ vào trong rừng ấy họ săn được con thú rồi họ nhốt nữa đó thì lúc bây giờ đó con thú đó nó vốn dĩ ban đầu nó đang là tự do đúng không nhưng mà khi bị thợ săn bắt và nhốt lại thì con thú đó thuộc sở hữu của người thợ săn nha còn nếu như mà mình mình lấy con thú đó đó mình lấy con thú đó đó là mình phạm tội trộm cắp cho nên uh, chúng ta nếu như mà quý vị có cái lòng mà muốn phóng xanh là mình phải mua nha phải mua lại từ cái người thợ săn để chi để mình thả chứ không phải là mình uh, cứ nghĩ thú này vốn dĩ nó tự do tại ông này bắt cho nên là mình tùy tiện mình lấy nha tùy tiện mình lấy con thú đó đi thì coi chừng là mình chính cái này tại lúc bây giờ nó đã có chủ giữ gìn rồi. Ừ. Rồi những cái cây ở trong tự nhiên thì nó tùy theo mỗi quốc gia họ quy định. Ví dụ như ở Việt Nam mình ấy thì mình uh, chặt một vài cái cây nhỏ để mình uh, hoặc là mình nhặt nhạnh những cái củi những cái cành khô đó trong rừng đó thì uh, nhà nước mặc nhiên là cho phép người dân làm chuyện đó. Ví dụ như mình vào một cái đất vô chủ nha, đất vô chủ, nhưng mà đất đó vẫn là thuộc sở hữu nhà nước. Nhưng mà nhà nước theo pháp luật quy định là mình có thể nhặt những cái cành khô, nhặt những cành khô ở trong ở trong đó đó, mình đem về mình sử dụng thì không vấn đề gì. Nhưng mà nếu như mình đào xuống dưới mà nó có cái mỏ, ví dụ như là mỏ khoáng thạch Ừ. mỏ đồng mỏ sắt mỏ chì này nọ đó thì quy định của nhà nước cái đó thuộc sở hữu nhà nước mình lấy cái đó là mình trộm cắp rồi cái thứ hai đó là mình biết rõ là của có chủ mình phải biết rõ tại vì có trường hợp như thế này nè à, là mình à, đi ra đường ha đi ra đường mình thấy cái tờ tiền 5 ngàn trên cái đường mà xe chạy tới chạy lui chạy tới chạy lui nó rất là đông thì mình thấy cái tờ tiền 5.000 nó rớt thì mình nghĩ là mình nghĩ là uh, cái này chắc ta bỏ rồi chứ rớt 5.000 mà ai đường đông vậy ai rảnh đâu mà xuống dưới lượm ừ. thì khi mình lấy cái tờ tiền đó đó thì không vấn đề gì hết tại vì mình nghĩ là cái tiền đó người ta bỏ rồi thì mình lượm không sao nhưng mà nếu như nếu như mà có có đứa con nít nha có đứa con nít nó nó níu áo mình nó nói chú ơi chú cô ơi cô có có thấy cái tờ tiền năm ngàn con rớt ở ở đâu đây không đấy thì nếu như nếu như mà mình uh, nín luôn mình nín luôn hoặc là mình bận quá mình không thèm trả lời thì lúc bây giờ mình phạm tội trộm cắp tại sao tại vì bây giờ mình biết mình biết nhà biết là cái cái, cái tờ năm ngàn này là thuộc sở hữu của cái đứa nhỏ đó lúc bây giờ là mình biết rồi còn trước đó mình không biết mình nghĩ là chắc ai đó bỏ chắc ai đó bỏ cho nên cái biết này nó quan trọng lắm nha à. nhưng mà chắc chắn nếu mà mình lựa mình nhặt được cái bóp mà trong đó có vài triệu thì mà mình nghĩ nha mình tưởng tượng nói thẳng ra là mình tưởng tượng chắc người ta bỏ <laughs> rồi có nhiều vị là vận dụng ở trong kinh ra nữa mở miệng hỏi nha. <laughs> có ai không có ai có ai làm rơi cái bóp không không ai trả lời hết hỏi ba lần không ai trả lời hết là nhét vô túi mình xài là không được nha tại vì mình biết thừa sức mặc dù cái biết đó là cái biết ngấm ngầm nhưng mà mình thừa sức biết cái bóp này đầu tiên nó có chủ đúng không cái thứ hai là người ta làm rớt cái bóp này không có lý do gì mà người ta bỏ luôn hết trơn hết trời cho nên cái chuyện này là mình biết rõ mình biết rõ là người ta không có bỏ chứ còn nếu như người ta quăng bỏ thì mình lựa mình lấy không sao nhưng mà nếu như người ta không có quăng bỏ mình biết mà mình mình lắc léo mình tưởng tượng mình tưởng tượng mình quán tưởng là cái này là người ta bỏ rồi là mình lấy là coi chừng là dính trộm cắp nghe tại vì cái này là thuộc cái dạng là mình biết rõ thành ra nó có những cái vấn đề khi mà mình không chắc tốt nhất đừng có lấy chứ còn mình lấy bậy lấy bạ là coi chừng mình rất là dễ dính cái giới này cái thứ ba đó là cái ý muốn cắp cái này nó rất là quan trọng ví dụ như um, cái điện cái điện thoại của ai đó để trên bàn mình thấy người ta hớ hên mình giữ giùm để mình chờ chờ có ai cái chủ của cái điện thoại này có tới hỏi để mình trả lại thì khi mình nghĩ mình biết tự nhiên mình biết cái này là có chủ đúng không nhưng mà khi mình có thực hiện hành động là mình cầm lên nhưng mà khi mình cầm lên như vậy đó cái chủ ý của mình là giữ giùm tài sản của người ta cho nên mình không phạm cái tội trộm cắp nhưng mà tránh cái kiểu uh, gọi là gọi là ma lanh Rất là sao tôi giữ tôi tôi giữ tôi xài đỡ tôi giữ tôi mượn tôi mượn tôi xài đỡ thôi chứ còn tôi không có <laughs> tôi không có lấy tôi không ăn trộm chẳng qua tôi mượn tôi xài đỡ thôi chừng nào mà tôi gặp chủ thì tôi trả còn không gặp chủ thì tôi cứ vậy mà tôi xài nhưng mà tôi cũng không có ý đi tìm thí dụ như mà lượm cái điện thoại đắt tiền á là mình lên xe rồi mình giọt luôn với và rồi mình nghĩ là chừng nào mà chủ uh, tới gặp tôi thì tôi trả chứ tôi không có lấy thì cái đó là mình uh, gọi là mình uh, lắc léo chứ còn thực tế là nó vẫn tính <laughs> nhắc là để quý vị uh, tránh những cái suy nghĩ không có nên và cái thứ uh, cái thứ tư á, là mình cố gắng trộm cắp cái cố gắng này đó nó bao gồm cái việc là tự mình làm hoặc là kêu người khác làm trực tiếp hay gián tiếp thí à, dụ như à, mình kêu người ta ăn trộm cái đó giùm mình thì khi mình kêu như vậy đó mình không ra sức mình không ra sức nhưng mà mình có sự ra tín hiệu mình kêu người ta làm thì khi người ta làm á mình phạm tội trộm cắp luôn cho nên cái hành động này đó là nó bao hàm cái chuyện là mình nỗ lực tự mình làm hoặc là do người khác làm. Nhiều người nói bây giờ tôi không có tự làm, tôi, tôi cũng không kêu người khác làm, nhưng mà bây giờ tôi ra giấu được không? Thí à, dụ như là bây giờ tôi viết ra giấy, à, ai lượm được cái tờ giấy này thì à, đi ăn trộm à, cái điện thoại dùm tôi, thí dụ như vậy, nó vẫn tính, nha, nó vẫn tính. Và cái chi cuối cùng đó là mình đã lấy được cái chuyện mà đã lấy được á nó như thế này nè quý vị thứ nhất nhà thứ nhất là cái vật đó đó nó xê dịch khỏi vị trí bằng một sợi tóc nha xê dịch khỏi vị trí bằng một sợi tóc là đã tính mình đã lấy được ví dụ như mình thấy cái điện thoại cái lòng tham nổi lên mình đụng vô nó mình chỉ nhích nhẹ thế thôi, chỉ nhích nhẹ nó thôi. nhưng mà vừa nhích cái mình nghĩ lại, nha, mình nghĩ lại bất kỳ lý do gì, ví dụ, ví dụ như thôi không nên đâu ừ, kỳ quá thôi, rồi mình thả nó ra, nha, mình thả nó ra. thì khi mà mình vừa nhích nhẹ cái điện thoại là mình đã phạm tội trộm cắp rồi chứ không phải là mình chờ đến khi mà mình Uh, bỏ nó vào trong túi hoặc là chờ đến khi là mình uh, xài thì mới tính là phạm trộm cắp nha Đấy, nhắc để quý vị nhớ là cái này nó rất là chi ly nha rất là chi ly hoặc là giống như mình làm cách nào đó để người ta từ bỏ quyền sở hữu thì nó cũng tính là phạm tội trộm cắp ví dụ như cái miếng đất của người ta cái mình làm cách này cách kia đó mình ăn gian vô một hai phân quý vị nghe một hai phân nó không bao nhiêu nhưng mà thời buổi bây giờ đó thời buổi bây giờ người, người ta làm đó người ta có làm đó yeah. nha coi như là cái dụ cái cái, cái lần ranh đó người ta ăn ăn vô được ăn cắp vô được một miếng miếng chỉ có chút xíu thôi nó thiệt là một chút xíu mình không biết là người ta làm được cái gì ở trong đó vậy đó mà vì lòng tham thì người ta cũng lấn một tí xíu rồi bắt đầu người ta thí dụ như người ta làm cái lần ranh rồi người ta kêu đo đạt địa chính rồi người ta làm thủ tục rồi người ta thưa kiện mình chẳng hạn rồi khi mình thưa, mình thua kiện nha mình thua kiện mình bị mất đất và ngay cái thời điểm mà mình lựa chọn, từ bỏ cái phần đất đó là cái người mà thưa mình ấy họ phạm tội trộm cắp tại vì mình cho người ta nhưng mà nó không mình bỏ nhưng mà mình bỏ là do người ta dùng cái uh, dùng thủ đoạn nha yeah, thưa kiện chứ không phải là mình uh, tự ý tự nguyện là mình cho thì không phải như vậy thành ra đó thí dụ như mình tên ăn trộm nha tên, cướp nó dí vào vô cổ nha nó dí vào vô cổ nó nói bây giờ á một là đưa tiền hai là chết tức là cho lựa chọn đúng không cho lựa chọn ừ. thì cái người bị dí vô cổ đó người ta đưa tiền đưa người ta đưa tiền nhưng mà đưa nó không phải xuất phát từ cái tự nguyện mà đưa đó là do là họ bị ép buộc thì như vậy đó vẫn tính là trộm cắp chứ mình không thể nào mình lý luận là cái này là nó cho tôi <laughs> không có lý luận như vậy được và các cái cách trộm cắp nó có nhiều cái chuyện mà tự mình làm á thì nó đơn giản ha nó dễ rồi nhưng mà có chuyện á thí dụ như À, mình à, giấu. giấu mình phủ nhận ví dụ như bây giờ cái à, người ta làm rơi cái bóp ừ, người ta làm rơi cái bóp cái mình bày đặt mình lấy uh, cái tấm uh, trải mình lấy cái tấm trải rồi mình uh, trải lên trên đó giống như ví dụ như cái tấm trải tập yoga chẳng hạn mình trải lên trên đó rồi mình bày đặt rồi mình uh, tập nha, mình tập tới, mình tập lui ngay chỗ đó. Rồi người ta đi tới đi luôn, người ta không thấy. Người ta không thấy thì nó có hai trường hợp. Một là người ta tự mình tìm. Người ta không thấy rồi người ta bỏ đi luôn. Và khi người ta bỏ đi như vậy đó, mình phạm tội trộm cắp. Mặc dù mình chỉ phủ lên thôi mình chỉ không có che mình mình không có di chuyển nha, mình không di chuyển cái đó. Nhưng mà mình đã che giấu để cho người ta từ bỏ. Hoặc là khi mà người ta hỏi mình trường hợp thứ hai người ta hỏi mình à, anh ơi chị ơi có thấy cái bóp tiền của tôi đâu không? Mình nói Từ cái hồi mà tôi bắt đầu tôi tập yoga thì tôi cũng không có thấy. Thì mình nói đúng chứ không có nói sai. Tức là trước khi tập á, trước khi tập là mình thấy. Nhưng mà khi mà mình phủ lên rồi mình bắt đầu tập á là mình không thấy thì cho dù mình nói như vậy đi chăng nữa nha cho dù mình nói vậy chăng nữa thì khi mà người ta tìm hoài tìm hoài người ta không thấy người ta bỏ rồi mình cầm cái đó lên mình lấy thì mình vẫn phạm tội trộm cắp ừ. rồi còn có chuyện mà bảo người làm bảo người ta làm thì nó có một vài chi tiết nó thú vị như thế này à, thí dụ như mình bảo nói cái dễ hiểu trước nha ông chồng kêu bà vợ ăn trộm cái điện thoại, rồi bà vợ đó kêu đứa con ăn trộm cái điện thoại, rồi khi mà đứa con nó đi đứa nhỏ nó đi ăn trộm, thì đứa nhỏ đi ăn trộm nó lấy được thì cả ba người đều phạm tội trộm cắp, nha nhưng mà trong đổi lại một cái trường hợp khác ông chồng đó kêu bà vợ bà lấy cho tôi bà ăn trộm cái điện thoại cho tôi bà vợ kêu đứa kêu đứa con đó con ăn con ăn trộm cái điện thoại cho má nhưng mà cái đứa nhỏ đó cái đứa nhỏ nó đi tìm mình nó không có thấy người ta À, hớ hên cái điện thoại Nhưng mà nó thấy người ta hớ hên cái bóp Nó ăn trộm điện thoại không được Nhưng nó ăn trộm được cái bóp Nó đem về Nó đem về Thì bà mẹ Bà cũng nhận Cái bóp đó Bà cũng lấy cái bóp đó Và ông chồng ông cũng vui Vì à, mặc dù đứa nhỏ nó không ăn trộm được Cái điện thoại nhưng nó ăn trộm được cái bóp thì như vậy đó cả ba người vẫn phạm tội trộm cắp nó khác với cái tội uh, sát sanh đó, ở cái chỗ này cái chỗ này nó khác với tội sát sanh nha cái tội sát sanh là như thế nào uh, ông chồng kêu bà vợ làm giết con gà bà vợ kêu đứa con giết con gà đứa con nó không giết con gà mà nó giết con vịt thì như vậy đó, đứa con đó, nó phạm tội sát sanh nhưng mà hai vợ chồng không phạm tội sát sanh tuy nhiên tuy nhiên qua cái trường hợp mà trộm cắp thì cả ba người đều phạm tội trộm cắp thấy lùng bùng cái đầu chưa <laughs> cái này là sư thống uh, kê theo tạng luật luật phân tích giới tỳ kheo bởi vì xét theo luật tỳ kheo á thì nó phân tích rõ hơn là nói riêng về cái giới cư sĩ rồi đương nhiên là còn những cái trường hợp thí dụ như à, bùa chú nè ha à, hoặc là mình à, xài thuốc mê à, hoặc là mình dùng thần thông thậm chí là mình dùng thần thông thì à, nó vẫn tính là trộm nó vẫn tính là trộm cắp bây giờ nói qua một số cái vấn đề nhạy cảm một số vấn đề nhạy cảm này. thứ nhất là cái việc trốn thuế sư à, không biết là tại sao mà nó trở thành cái suy nghĩ của rất là nhiều doanh nghiệp là họ nghĩ cái chuyện phải tìm cách nào đó để trốn thuế thậm chí mình có một cái tập đoàn, một cái tập đoàn nước ngọt rất là nổi tiếng tập đoàn thế giới nha. đặt chi nhánh ở Việt Nam nhưng mà năm nào cũng báo lỗ. Mặc dù á, là trả lương thì cũng lương khủng cho những người quản lý và cũng thu tập đoàn mẹ thì lúc nào cũng thu nhập rất là khủng. À, nhưng mà công ty con ở việt nam thì nó cứ báo lỗ hoài họ có thủ thuật của họ. họ có thủ thuật của họ để làm chi đương nhiên để trốn thuế và khi mình trốn thuế như vậy đấy thì mình phạm tội trầm cảm sẵn sư nói đi chút xíu nữa có khi là sư quên cái lớp mà google meet á google meet nó không có giống như là của um, YouTube à, hoặc là của um, một số cái cái lớp dạy khác mà nó có cái chức năng là tự động phê duyệt mà nó phải phê duyệt thủ công à, mà cái tài khoản này á, là tài khoản uh, chung của giảng sư Đoàn không phải là tài khoản riêng cá nhân của sư À, thành thử là sư cũng không thể nào mà tùy tiện à, cấp cái tài khoản này cho một bạn nào đó để quản lý cái room này được. Mà mỗi một lần mà mình nhảy ra à, nhảy vô đó, một lần mà mình nhảy vô nó sẽ hiện lên cái pop-up thông báo kèm với một cái âm thanh. Quý vị nghĩ cái đó nó không có cái gì. Nhưng mà thực tế đó nó làm cho cái người dạy bị phân tâm. Thành ra nếu mà quý vị học mà thấy cái lớp nó dở á, đương nhiên có nhiều nguyên nhân, có khi ổng dạy dở thiệt, nhưng mà một trong số những nguyên nhân lớn là do cái chuyện mà quý vị cứ nhảy vào ở giữa lớp như vậy đó, nó làm cho phân tâm, nha. Yeah. À, thành ra là bữa sau á, mình tranh thủ mình vào sớm, chứ còn mình không có nên là mình vào trễ, tại vì vào trễ như vậy mình vào bất kỳ giờ phút nào mỗi lần mình vào là mình làm cho cái vị dạy đó phân tâm một chút xíu mà từ khi mà dạy bắt đầu cho đến cuối buổi hai chục con người vào là bị phân tâm hai chục lần là nó sẽ ảnh hưởng chất lượng dạy rất là nhiều nha cái này là sư nhắc nhẹ quý vị để mình nhớ nhớ và mình thay đổi cái thói quen uhm. và thậm chí sư nói thiệt á, ngay cả cái chuyện là sư làm lơ luôn không có cho không có cho vào nữa đó, kể rồi không cho vào nữa thì những cái âm thanh như vậy đó, nó cũng quấy rầy nha nó cẩn thận ừ. rồi chúng ta quay trở lại bài học là ngoài cái chuyện trốn thuế là chắc chắn là phạm có tội trộm cắp rồi cái thứ hai đó là cái chuyện mà mình bán thiếu mình gọi là mua gian bán lận à, cân một ký mà mình bán người ta có chín à, lạng rưỡi thôi nha Năm mua một ký mà mình bán chín lạng rưỡi thôi thì như vậy mình vẫn phạm tội trộm cắp thành ra mấy cái này cẩn thận Đấy. rồi hoặc là mình à, mua bán đồ giả chẳng hạn thí dụ như bây giờ mình à, có cái điện thoại uh, Samsung. Điện thoại Samsung nó bán. Rồi mình làm một cái uh, mình mình giả nó, nhưng mà mình uh, mình giả nó khéo khéo, thí dụ như mình làm cái điện thoại là xăm xăm sang, thí dụ như vậy. Người ta Samsung mình xăm sam sang. Uh, ai thấy không được thì uh, mua nhầm ráng chịu. Thì như vậy đó, nó vẫn là phạm tội cầm, cầm. Uhm. Đấy. Thành ra là mình uh, cẩn thận mấy chuyện này hoặc là như cái chuyện mà buông lậu cũng vậy, tôi nói này nó kỳ, mình thí dụ như mình đem đồ, mình đem đồ rồi mình tìm cách này cách kia để mình trốn thuế, mình trốn hải quan, nó thẳng là mình buôn lậu thì như vậy nó vẫn phạm tội trộm cắp. Như là ở trong tàng luật á, có trường hợp là một cái vị một vị thương nhân đi chung với đi chung với một ông sư và đi vào ở trong đi vào ở trong đi, đi chuẩn bị mà đi qua cái gọi là cái gọi bây giờ cái chạm kiểm soát ha chạm kiểm soát thì ông thương nhân ông mới nhờ cái ông sư cất giùm mấy cái châu viên châu báo Tại vì nếu như mà đi qua đó thì có khi phải nộp thuế còn ông sư mà đi qua thì có khi người ta không có uh, không có kiểm tra và ông sư ổng nhận và thế là chót lọt thì như vậy đó cái vị sư giúp người ta trốn thuế thì như vậy đó mình vẫn phạm tội trộm cắp ừ. rồi có um, trường hợp nó như thế này đó là khi mà mình riêng uh, với một số vị mà gọi là cài cái phần mềm á nha cài phần mềm mà mình gọi là phần mềm mà bẻ khóa mà phần mềm có rắc á thì nó như thế này nè nếu như á người người ta cung cấp cho mình cái phần mềm lẫn công cụ bẻ khóa thì khi mà mình tải nó về đó rồi mình bẻ khóa thì như vậy mình không phạm tội Bình tĩnh, bình tĩnh nghe cho kỹ Bình tĩnh nghe cho kỹ Nhưng mà nếu như Họ chỉ cung cấp cho mình Cái công cụ để bẻ khóa thôi Còn phần mềm là mình tự mình tải về Từ cái trang web của Của cái của cái công ty thì khi mình tải phần mềm từ trang web của công ty về đó rồi mình dùng công cụ đó để mình bẻ khóa thì khi đó mình phạm tội trộm cắp tại sao có sự khác biệt như vậy tại vì cái trường hợp đầu tiên á là cái anh bẻ khóa đó ảnh lấy phần mềm của công ty về và ảnh cung cấp luôn cái công cụ ảnh gom chung vào một trong cái gói gom chung một trong cái gói thì như vậy đó là cái anh này đó ảnh đã ăn trộm cái phần mềm của công ty rồi và khi đó đó cái phần mềm đó thuộc quyền sở hữu của ảnh và chính bởi vì nó thuộc quyền sở hữu của ảnh cho nên ảnh đem cái đó anh đem cho người khác thì cụ thể là mình ấy mình tải về thì khi đó mình không phạm tội trộm cắp vì cái đó là thuộc không còn tài sản của công ty phần mềm đó nữa mà nó thuộc về của cái anh mà ảnh trộm ngay từ đầu đó. khoan vội mừng <laughs> nhiều người họ nghe tới đây là họ mừng lắm nhưng mà xin nói là khoan vội mừng bởi vì cái anh mà ảnh trộm trực tiếp anh trộm anh trực tiếp ảnh nhận cái nghiệp chính còn mình ấy mình gián tiếp mình xài những cái công cụ đó của ảnh là mình cộng nghiệp chung với ảnh, nó dẫn đến cái chuyện sư lấy ví dụ như thế này, lấy ví dụ như thế này, à, mình sống trong một gia đình, ví dụ như là rồi cái người mà trụ cột lớn nhất trong gia đình đó, bị tán gia bại sản, và mình là cái người um, phụ thuộc cho nên là mình cũng phải chịu những cái khó khăn những cái trắc trở Ví dụ như người ta dắt mình đi trốn nợ mình cũng phải uh, bỏ học bỏ làm uh, rồi bỏ hết những mối quan hệ để chi để trốn nợ chung với cái người trụ cột gia đình nha yeah. hoặc là người ta tới người ta siết nợ rồi uh, ông cái cái người mà bị cái nghiệp chính họ trốn mình thì mình cũng chỉ là bà con thôi cũng chỉ là bà con thân bằng quyến thuộc thôi nhưng mà mình cũng bị người ta mắng chửi ké nha hoặc thậm chí là tiền họ thí à, dụ như là con nó nợ đi con nợ nhưng mà con nó bị phá sản rồi thì cha mẹ cũng phải bỏ tiền ra để mà chuộc nợ cho con ở nếu không chuộc nợ cho con là nó gửi một cánh tay về nha thí dụ như à, những cái đứa mà nó đi qua bên campuchia nó đánh bài đó rồi nó bị thua rồi bị giữ ở bên đó bây giờ cha mẹ ở đây phải lo chạy vay nóng vay nguội để mà gửi tiền qua trả nợ cho nó còn không trả nợ cho nó là nó gửi một cái cánh tay một cái chân về cho gia đình đấy thì trong trường hợp như vậy đó cái người chính là cái người ăn trộm còn mình hưởng ké mình bị cộng nghiệp mình cứ nghĩ cộng nghiệp nó đơn giản nhưng xin thưa nó khổ lắm thưa quý vị khổ ghê lắm ừ. rồi hơn nữa như thế này ờ, quý vị nên biết sợ cộng nghiệp tại sao? tại vì khi mà mình cộng nghiệp á mình sẽ sống trong một tập thể nghèo khổ quý vị để ý đi tại sao khi mà sư nói đến cái vấn đề là bản quyền phần mềm thì chỉ đưa ra một ví dụ thôi nhưng mà nó còn nhiều những ví dụ như tương tự như vậy khi mà sư nói về vấn đề bản quyền phần mềm nhiều người họ nghĩ ôi cái chuyện mà bẻ khóa là chuyện bình thường tại sao phải mua bản quyền cái chuyện mình bẻ khóa là chuyện bình thường à, hoặc thậm chí là mình coi phim tại sao mình phải mua những cái chương trình xem phim trả tiền trong phim mình có thể lên những trang web uh, chiếu miễn phí nó vui chứ nó thẳng là chiếu phim lậu cái số mà họ cảm thấy chuyện đó bình thường rất là đông. quý gì biết là chính bởi vì cái suy nghĩ đó cho nên chúng ta sống trong một cái cộng đồng không có giàu nổi. Do đâu? Do cái nghiệp quá khứ. Mình cũng có suy nghĩ như vậy. Không phải ngẫu nhiên mình mình có những suy nghĩ như là xài uh, phần mềm uh, lậu cũng đâu có sao, có phim lậu cũng đâu có sao, đấy chính vì mình đã huân tập từ quá khứ rồi, từ những kiếp quá khứ rồi, mình đã huân tập cái kiểu cái kiểu nghĩ như vậy và cái kiểu sống như vậy, nó dẫn đến ở cái đời này đó mình nghĩ như vậy và mình thấy nó cũng bình thường, không có gì lạ và nó dẫn đến cái chuyện là quá khứ mình cũng đã tạo những cái nghiệp tương tự như vậy cho nên bây giờ chúng ta sống trong một cái cộng đồng uhm, kém phát triển đấy và muốn cải thiện muốn thay đổi muốn thay đổi thì phải sao phải biết tôn trọng cái quyền hữu tài sản của người khác quý vị là cư sĩ đó thì có khi là quý vị cũng không có nghĩ nhiều nhưng mà sư lộng sư nó thẳng ra là một vị tu sĩ phải rất là cẩn thận cái chuyện này bởi vì sao bởi vì chỉ cần mà giá trị tài sản nó đủ để người ta truy tố đó là vị này phạm bất cộng trụ thành ra vị này là phải rất là cẩn thận chứ không phải là mình cứ dẫn chơi ví dụ như là sư cài lại mái quý vị biết là cũng phải tốn một mớ cho cái chuyện mua bản quyền bản quyền hệ điều hành nè à, bản quyền à, biên tập âm thanh à, biên tập à, hình ảnh nè bản quyền à, biên tập à, video nè à, rồi thậm chí là office cũng phải mua bản quyền nữa đấy nhiều người nói thôi sư ơi sư ở trên mạng có đắt sao mắc mớ mắc mớ làm chi mà sư xài cái này nhưng mà mình phải kỹ không kỹ không được Quý vị là cư sĩ nhiều khi quý vị dễ vui chứ còn ông sư mà không kỹ cái chuyện đó phạm bất cộng trụ mình đức giới hồi nào mình không hay. Mình đức giới thì kheo hồi nào mình không hay. Thành ra cái này là mình phải rất là kỹ. Cho nên hôm nay quý vị cảm thấy có khi là thấy nó lùng bùng cái lỗ tai. <laughs> Thông cảm. Tại vì cái riêng cái giới này là mình phải kỹ dữ lắm nha, phải kỹ dữ lắm. Rồi còn cái vấn đề là thứ nữa đó, là những vấn đề liên quan đến tam bảo ví dụ như là về à, xá lợi phật thì xá lợi phật ấy, à, vốn dĩ là không thể thuộc sở hữu của ai được nha không thể thuộc sở hữu của ai được à, cho nên ấy, khi mà ông à, bà là môn đô ná đó, ông phân chia xá lợi đó ông lén ông giấu một cái viên xá lợi răng phật trên cái búi tóc của ông nhưng mà do cái xá lợi phật á, nó không có thuộc sở hữu của bất kỳ ai à, cho nên cái chuyện ông giấu cái răng vào trong cái búi tóc của ông á, thì ông không có phạm giới trộm cắp rồi vua trời đế thích á, mới nghĩ rằng là ông bà la môn đô ná này đó không có khả năng xây bảo tháp tương xứng với xá lợi răng phật cho nên là à, vua trời đế thích mới lấy cái viên xá lợi từ trong búi tóc của bà là môn đồ ná đem về trời thờ cho nên cái trường hợp về xá lợi phật thì nó là một cái ngoại lệ còn kinh phật thì sao rõ ràng kinh phật nó không thuộc sở hữu của bất kỳ ai thì nó thẳng ra là chánh pháp không thuộc sở hữu của bất kỳ ai nếu như mình bắt buộc mình cưỡng ép mình buộc phải có một người sở hữu thì đó chính là đức thế tôn và đức thế tôn ngài ban bố giáo pháp cho tất cả chúng sanh cho nên không có chuyện là mình gọi <laughs> là mình mình lấy nhưng mà có một trường hợp như thế này nè mình dùng lời của phật ấy mình lấy làm lời của mình rồi mình nói đây là cái lời do mình nói. Đây là những cái câu do mình nói. Khi đó anh Phạm phải trộm cắp Mà trộm này là trộm rất là nặng nha. Tức là trộm uh, chánh pháp từ Đức Thế Tôn. Mặc dù Đức Thế Tôn là vị không có sở hữu. Uh, nhưng mà khi mình dùng cái lời kinh của Đức Thế Tôn á. Mà mình để cái tên mình vào á là mình phạm cái tội trộm cắp rất là nặng mà ở đây đức thế tôn nói trong tăng chi bộ kinh đức phật và ở trong tạng luật cũng có tức là gì cái người mà sau khi học giáo pháp từ đức thế tôn thì lại tuyên bố lại và nói rằng đây là lời của họ nói chứ không phải là lời của thế tôn nói thì đây là một cái kẻ trộm rất là lớn ở trong giáo pháp sư nhắc bởi vì có một vài cái vấn đề mình phải lưu ý như thế này nào đầu tiên trong cái chuyện mà mình trích uh, dẫn cái lời dạy đó có đôi khi á uh, vị thầy vị sư đó không phải là vị đó có ý muốn là trộm cắp đâu nha uh, vị đó um, khi mà thuyết giảng uh, thì sẽ lâu lâu cũng sẽ chích một vài câu phật ngôn nhưng mà nó kẹt á là một số người một số người khi mà vị đó lấy cái câu mà đúng cái câu phật ngôn ra đó và vị đó đóng trong ngọt kép và để cái câu ở dưới là cái tên của vị đó của vị thầy mà người đó kính thì họ sẽ vô tình họ đẩy cái vị thầy mình vào trong cái tội là cái tội trộm cắp mà họ không hay họ cứ nghĩ là họ quý thầy của mình thôi họ không hiểu họ không nghĩ là họ đẩy với thầy của mình vào trong cái tội trộm cắp và đương nhiên đương nhiên nếu như ông thầy ông không có ý đó thì ông không có phạm nhưng mà nói gì thì nói nó cũng không có nên cách đây rất là lâu rồi trong một cái trang à, Phật pháp rất, rất, là nổi tiếng để cái hình ngài Đạt Lai Lạt Ma đó để hình ngài Đạt Lai Lạt Ma ở trên ở dưới đó ở dưới đó, là một cái câu kinh pháp cú, sự hết hồn. Tại vì nếu mình để như vậy, mình để như vậy, người ta sẽ nghĩ cái câu đó là do ngài đặt lai Lạc ma đó sáng tác ra, trong khi đó câu đó là câu của Phật. Cho nên bây giờ để chắc cú, khi mà sư viết bất kỳ một cái nội dung gì, nha, sư viết bất kỳ nội dung gì bây giờ đó. Uh, hoặc là có những vị trích uh, dẫn những cái lời nói của sư, sư đều đề nghị ghi cái câu ở dưới đó là gì chịu trách nhiệm nội dung sư tuệ thì khi mà sư để như vậy đó không phải là mình để bản quyền mình vào trong đó không phải mà cái quan trọng là mình chịu trách nhiệm nội dung tức là cái nội dung đó đúng hay sai ông sư hạnh tuệ này ổng chịu trách nhiệm ổng không có nắm bản quyền nhưng ổng không nắm bản quyền ổng chỉ là người chịu trách nhiệm cho nội dung đó thôi đấy và nếu như có ai đó copy cái nội dung đó ra chỗ khác xóa tên ông sư hạnh tuệ đi thì như vậy sư chỉ đơn giản là sư không chịu trách nhiệm nội dung đó nữa rất là khỏe chứ còn mình nghĩ cái này là của mình nha, câu này là câu của mình nha. Hoặc là nhiều người nghĩ câu này câu của ông thầy của mình. Thì coi chừng nó kẹt. Nó kẹt ở chỗ nào. Mình nghĩ câu đó là của mình. Có chắc câu đó của mình không? Có chắc câu đó của mình không? Hay là câu đó đó, một á là mình học lại từ kinh tạng hoặc chú giải. Cái chuyện mà mình dịch kinh hoặc mình dịch chú giải đó nó không mang ý nghĩa là cái đoạn kinh hoặc chú giải đó thuộc quyền sở hữu của mình đúng chưa? cái thứ hai có thể là mình học lại từ vị thầy của mình mà nếu mình học lại từ vị thầy của mình đó, thì mình lấy cái gì mà mình nói nó là của mình thành ra nếu như mà một vị Ờ, nghĩ không có thông không có thoáng được cái vấn đề này đó thì vị này sẽ rất là đau khổ rất là đau khổ ờ, khi mà người ta ờ, copy cái nội dung từ trang của mình đi rồi xóa tên của mình đi thì vị đó sẽ rất là đau khổ vì nghĩ rằng đây là của mình trong khi đó thực sự đó không phải của mình đó không phải của mình nha cái thứ hai chánh pháp tất nhiên là không thuộc sở hữu của bất kỳ ai trừ đức thế tôn nhưng mà như vậy đặt câu hỏi đặt câu hỏi là cái quyển kinh đó, in ra đó, rồi mình lấy mình có tội không lấy mình có tội không? bây giờ hỏi đi ha hỏi đi coi cô quý vị có ngủ hay chưa có ngủ hay chưa hay là nghe dở quá ngủ rồi. Bây giờ cái anh Văn Khôi Nguyên trả lời trả lời sư cái. Nếu như mà anh Văn Khôi Nguyên ha, Văn Khôi Nguyên, ông sẽ đọc tên. để sư chỉ không biết là những người này là ai còn thức ai ngủ, ai thức ai ngủ. Ừ. Thì trong trường hợp này đó nha, thì có uh, có tội hay không? Tức là in kinh ra cái quyển kinh đó đó mà mình lấy á, thì có tội không dạ à, thì à, dạ một phần thì con theo con nghĩ là nếu việc mà chỉ in ra thôi thì sẽ không có tội à vì nếu mà in ra thì cũng cho nhiều người đọc rồi à theo con thì không có tội à nhưng mà người ta không có ý cho mình À, nếu không ý cho thì chắc là có tội rồi được rồi rồi xin cảm ơn à thì sư nói để cho quý vị có cái động não tư duy nó như thế này pháp thì không phải của riêng ai nhưng mà đó giấy <laughs> sư nhắc đây là quý vị biết rồi thấy không giấy người ta phải bỏ tiền ra người ta in người ta bỏ tiền ra người ta mua mực đấy rồi giấy phép xuất bản rồi những thứ liên quan người ta phải bỏ tiền ra thì người ta mới có được cái quyển kinh đó thành ra cái nội dung trong quyển kinh đó, đó thì không thuộc sở hữu của ai nhưng cái quyển kinh đó bao gồm tất cả những thứ liên quan thì nó thuộc sở hữu của cái người cái người giữ <laughs> chứ không chứ sư mà không nói như vậy đó à, nhiều người thí à, dụ như vô chùa thấy chùa có cái tủ kinh à, thôi cái này chánh pháp không của không của riêng ai thôi cứ mình cứ bê hết mình thấy quyển nào thấy hay thấy ngon là mình cứ bê về à, mình làm thành của mình là cái đó không đúng Đấy. cái kiến thức chánh pháp không của riêng ai Nhà, nhưng mà những cái vật chất như là giấy mực các thứ đó thì nó lại khác ừ. mình hiểu cho kỹ cho nên là mình à, tránh uh, manh động ừ, tránh manh động bây giờ có ai xung um, phong ai xung phong à, kể dùm sư nghĩ ra thôi quý vị tưởng tượng ra thôi nha tưởng tượng ra thôi à, bây giờ nếu như mà mình uh, phạm cái tội uh, trộm cắp như vậy đó thì mình sẽ phải lãnh những cái hậu quả gì Có ai xung phong không Ông xung phong là sư gọi đấy nha Tưởng tượng thôi Tưởng tượng thôi nói sai không sao Thì sư hỏi uh, Tân Nguyễn đi ha Tân Nguyễn à, Khi mà mình bị trộm của tam bảo về pháp thì sau này mình sẽ kém phước về cái pháp mình không có hiểu được mấy á cho mình cũng bị nghèo dạ dạ nghiệp chung mình nắng là mình sẽ nghèo khổ không có mà được giàu có khá giả như như những người ta không trộm cắt à, cái nghiệp mà chúng ta thường hay nghĩ tới nhất là nghèo tự nhiên rồi à, trộm cắp là nó nó đưa đến cái nghiệp nghèo nhưng mà cái nghèo á nó chỉ là một trong số đó thôi mà cái việc đầu tiên đó là gì khi mà mình phạm tội trộm cắp mình đi địa ngục trước cái đã chứ còn nếu mà nghèo thì nó đơn giản quá nếu nghèo thì nhiều người họ nghĩ là thôi hy sinh đời bố cũng cứu đời con hoặc là bây giờ mình giàu trước cái đã rồi mai mốt nghèo tính sao Đấy. nhưng mà nó họ không ngờ đến cái chuyện là mình chỉ ăn cắp những cái món nó rất là cỏn con thôi nhưng nó cũng có thể dẫn mình đi địa ngục nha rồi ở dưới địa ngục cho đã rồi đó nhờ một cái phước hãn hữu nào đó hoặc là khi mà cái cái nghiệp trộm uh, cắp của mình á nó trở nên mùi lượt đi đó thì mình mới được sanh vào cái hàng ngạo quỷ thì cũng chịu đối chịu khổ bị tra tấn đủ thứ hết nhưng ít nhất là không khổ như là chúng sanh ở địa ngục nhưng vẫn còn khổ vẫn còn khổ rồi tiếp theo đó là trải qua thời gian rất là lâu chúng ta mới được sanh sanh vào cái loài thú nhưng mà sẵn đây sư mở cho quý vị ở trong tăng chi để cho quý vị biết sợ. Đức Thế Tôn nói, hầu hết những chúng sanh ở địa ngục sau khi mãn tuổi thọ họ tiếp tục ở lại địa ngục chỉ có một số hiếm hôi đó mới sanh lên cảnh giới tốt hơn rồi trong số những cái hàng ngạ quỷ thì hầu hết các loài ngạ quỷ kết thúc tuổi thọ nó quay trở lại địa ngục phải rất là hiếm hoi nó mới lên từ cảnh giới khác tốt hơn rồi trong số những cái loài thú nha những loài thú sau khi thân hoại mạng chung thì hầu hết đi ngược xuống lại địa ngục đấy tức là mình gọi là mình bò lên được tới cảnh giới ở trên nó đỡ khổ hơn rồi đó thì do nghiệp mà mình lại tiếp tục mình quay trở ngược lại xuống dưới cảnh giới thấp nhất nói như vậy thì quý vị mới hiểu là tại sao tại sao đức thế tôn nói làm người là khó nha tại vì mình cứ lên tí xíu là mình lại nhảy xuống à rất khó làm người chứ không phải dễ đâu đấy quý vị cứ nghĩ coi lên làm loài thú thì nó sống theo bản năng thôi sống theo bản năng thì nó làm thiện kiểu gì, đa phần là làm ác. Ừ. Rồi bây giờ mới tính đến cái chuyện là mình lên làm người nữa. Là nhờ một cái phước hãn hữu nào đó, một cái phước hiếm hoi nào đó trong quá khứ mình được sanh làm người đó. Thì mình mới sẽ phải chịu những cái những cái quả báo sau Quả báo đầu tiên là gì? Nghèo khổ à, và thậm chí ở đây là còn nói là mình chưa hề biết đủ là gì tức là lúc nào mình cũng sống trong cái hoàn cảnh thiếu thốn hết trơn ví dụ như ngày mà ăn ăn một chén cơm thì mới no thì mình ăn chừng có nửa chén thôi chứ không được chén tức là lúc nào mình cũng sống trong cái hoàn cảnh thiếu thốn thiếu thốn vật chất rồi cái nữa nó là gì mình không thể nào có được những cái mình muốn tôi biết có nhiều vị lạ lắm cái phước của họ lạ lắm. Tức là vì nó muốn cái gì đó. Muốn cái gì đó là được cái đó. Chỉ muốn thôi. Muốn thôi là được. Có thể là vì nó không có giàu. Nhưng có thể người đó không có giàu. Nhưng mà muốn là có. Và đương nhiên. À, muốn mà muốn. Muốn quá thì nó cũng không được. Cái gì nó cũng có chừng mực thôi. Nhưng mà ở trong một cái... À, trong một cái phạm vi tương đối hẹp tương đối nhỏ nha thì vì đó muốn là có nó hay gì đó tự nhiên muốn là có nhưng mà cũng có những người từ xưa tới giờ đó muốn cái gì cũng không được hết trơn hết trời không bao giờ mà được cái mà mình mong muốn ừ rồi cái gì nữa mình không thể nào mình có được cái đồ quý ví dụ như sẽ uh, biết có người họ tính mua cái uh, điện thoại ví dụ như họ mua cái điện thoại iPhone cũ thì họ bị cản cản ấy, không có nên mua mua cái, cái Trung Quốc hoặc cái gì đó xài được rồi uh, tại sao tại vì uh, mình uh, mình nghèo á mình xài cái điện thoại mình nhìn nó xịn nó nó kỳ khôi nó không có xứng nó không có xứng rồi người ta nhìn vô người ta sẽ nói này nói kia trong khi đó mình mua đồ cũ có khi đồ cũ không bao nhiêu tiền hết nhưng mà mình gọi là không thể sở hữu được những cái tài sản mà sang trọng không được một là mình xài cái đồ cũ đồ vứt đi chứ còn đồ mà đồ sang đồ xịn mình không có không bao giờ xài tới đấy à, rồi nếu như mà có nếu mà có được nhờ cái phước nào đó nha thí dụ như nhờ cái phước bố thí á, mình được sở hữu tài sản sang trọng chẳng hạn thì mình cũng không có được lâu tức là có rồi mất à mà ở đây quý vị để ý kỹ thí dụ như những cái người mà trúng số những người trúng số tiền họ mau hết lắm chỉ trong vòng một thời gian ngắn họ xài sạch tiền mà chẳng những hết tiền nha xin nói chẳng những họ xài hết cái tiền trúng số của họ mà tài sản trong nhà cũng không còn đó là chưa kể là có tiền rồi bắt đầu đổ đốn chồng bắt đầu gái gú rồi vợ thì chắc cũng bài bạc rồi con cái thì mạnh đứa này hư đứa kia hư rốt cuộc á, là tới hồi mình xài hết cái tiền trúng số rồi gia đình nó quanh chành luôn đó là chưa kể là họ hàng bà con tới sinh rồi phải tránh phải né rồi mất lòng rồi từ đó cạch mặt không ai nói năng tới nữa đấy tại sao vậy tại vì tài sản mình không giữ được nhà tài sản mình không giữ được rất là hiếm mà có được nhưng mà có rồi mình cũng không có giữ được đấy rồi một trong những cái nghiệp nữa đó là gì mình không phát triển được tài sản không phát triển được thí à, dụ như là mình à, nhiều người họ nghèo họ nỗ lực họ cố gắng thì có khi họ cũng khá lên nhưng mà quý vị biết có những người đó đầu tắt mặt tối nha lo coi như lo cày ngày cày đêm không khá chút nào hết trơn năm này qua tháng nọ rốt cuộc vẫn dậm chân tại chỗ bao nhiêu tuổi rồi mà công việc thì cũng cứ như vậy không lên được mặc dù là cũng cố gắng chứ không phải không cố gắng Đấy, tức là mình không thể nào phát triển nổi nha rồi nếu như mà mình có được một cái món tài sản nào đó thì nó cũng thuộc sở hữu toàn dân tức là của nhiều người chứ không phải của riêng mình quý vị biết là có nhiều khi mình chỉ um, có quyền sử dụng chứ không có quyền quyết định quý vị biết không ví dụ nha nhà có thể ở chứ chứ không thể bán xe có thể chạy chứ cũng không thể quyết định cái số phận của cái xe ví dụ như vậy đó đấy rồi họ sẽ chịu cái nghiệp là thường hay bị người ta từ chối tức là gì thường có xin xỏ cái gì đó nha có nhờ cậy cái gì á người ta cũng thấy lắc đầu lắm thường rất là dễ bị từ chối có xin gì người ta cũng kêu không có không có nhưng mà người khác xin thì được nhưng mà mình xin thì không được đấy rồi một cái nghiệp nữa là gì mình sống không có an không có an ổn không có ăn vui do đâu do khi mình trộm cắp tài sản của người khác ấy, thì mình làm cho người ta không bị hao tổn tài sản chính bởi vì như vậy đó nó cho cái nghiệp là mình sống nó cũng không có ăn không có ăn lạc và một cái nghiệp này sư nghĩ là nó nghiêm trọng nè tức là gì không thể chứng đắc đạo quả nha, không thể chứng đắc đạo quả cho nên ấy, là mình nên tránh tối đa bố thí cúng dường nên có nhưng mà mình muốn giữ được cái quả báo của việc bố thí cúng dường đó là mình phải giữ giới mình không giữ được giới đó nha là cái phước mình nó bị trôi tuột thì hết Ừ. rồi à, nói về cái chuyện mà tội nặng hay tội nhẹ thì nó như thế này thứ nhất là nó phụ thuộc vào cái giá trị tài sản thí à, dụ như mình ăn trộm một cái à, cục bi một cục kẹo chẳng hạn ăn trộm một cục kẹo thì nó không thể nào mà nó bằng cái chuyện là mình ăn trộm một cái mảnh đất nha rồi mình ăn cạm 10 000 thì nó không thể nào mà mình nặng nghiệp như là mình ăn chậm 10 triệu được nhưng mà nó còn có một cái vấn đề này nữa đó là gì ngoài cái chuyện về giá trị tài sản nó còn mang nó còn có một giá trị nữa đó là giá trị về cái hậu quả Thì lấy ví dụ như cái đứa nó ăn cạm cái xe Uh, 10 triệu nha yeah. có khi cái nghiệp nó không nặng bằng đó. cái đứa nó ăn cợm một cái thanh sắt chỉ có vài trăm ngàn tại sao tại vì cái thanh sắt này á là thanh sắt ở trên cái đường ray yeah. thanh sắt trên đường ray mà nó ăn cợm cái thanh sắt đó <laughs> thì nó sẽ khiến cho cái tàu hỏa nó chạy nó có thể bị trục chặt vì sự cố và nó đưa đến cái hậu quả nghiêm trọng chất đường ray hậu quả rất là nghiêm trọng cho nên trong trường hợp này đó mặc dù cái tài sản nó ít nhưng mà cái hậu quả nó lớn nha yeah. còn nữa ừ, đó là mình còn phải xét đến cái chuyện là tài sản đó đó nó thuộc cá nhân hay là thuộc tập thể mình cứ nghĩ cái đồ mà đồ công cộng á là đồ mình gọi là đồ của chùa mình cứ xài thoải mái nhưng xin thưa nha xin thưa nha cái đồ mà của tập thể đó, mình xài đó, mà mình không có biết giữ gìn nghiệp nó nặng hơn là của cá nhân ví dụ như cái ghế để xài chung đúng không à, mình phá nha mình phá mình không có bảo quản mình không có giữ gìn cái nghiệp mình nặng hơn rất là nhiều bởi vì đó là thuộc về tập thể mà tập thể như vậy có khi là có những người có giới hạnh họ tới họ ngồi họ tới họ xài đấy cho đến cái chuyện là uh, giấy vệ sinh uh, giấy chùi miệng uh, hoặc là như những cái tiện ích công cộng nhiều người họ có suy nghĩ sai lầm uh, những tiện ích công cộng như vậy uh, mình xài thì nó không dính dáng tới ai nhưng họ không ngờ đến chuyện chính những cái tiện ích công cộng đó, đó mình đụng vô đó, đổ nghiệp nha đổ nghiệp và cái điều cuối cùng đó là gì cái đối tượng mà mình à, xâm phạm họ có giới hạnh hay là họ không có giới hạnh mình ăn trộm nha mình ăn trộm à, của à, cái đứa bình thường thì đương nhiên nghiệp nó không thể nặng bằng mình ăn trộm của người có giới mà ăn trộm của một người cư sĩ có giới đó không nặng bằng cái việc là mình ăn trộm Của những vị mấy ông sư Nhiều người đó Họ vào chùa Họ chỉ để họ canh me hở là họ chở thôi Thí dụ như những cái buổi mà lễ đông đúc Là họ cứ canh me là họ lấy Nhưng mà không ngờ Họ lấy trong những cái ngôi chùa như vậy nghiệp họ nặng lắm Nhiệp. Nhưng mà lại thêm một cái vấn đề nữa như thế này nè Là một số vị sư thực hành đúng thì lời dạy Thế Tôn nha đúng thì lời dạy Thế Tôn nghĩa là sao họ vào họ lấy mình thấy họ lấy cứ có thể kệ họ không có cản không có cản tại vì trong kinh nói gì vậy, không có cản nhưng mà sư nói như vậy có khi là cái tên ăn trộm nó nghe nó nghe được thì tới hồi tối khuya là nó, nó đột nhập vô chùa nữa thôi mình bỏ qua cái vấn đề này thì như vậy đó chúng ta đã tìm hiểu khá là chi tiết về cái giới không trật cặp. mà quý vị thấy đó, nãy giờ sư chỉ đọc những cái à, thì gọi là những cái gạch đầu dòng những cái gạch đầu dòng và sư phân tích những gạch đầu dòng nó thôi mà quý vị thấy là sư nó đã gần một tiếng rưỡi đồng hồ đấy cho nên đó không phải ngẫu nhiên không phải sư không có cơ sở mà sư nói không có nhiều không có nhiều phật tử Rồi mình nhận mình là phật tử mà hiểu cho nó rành rẽ về cái giới này đâu nha thành ra đó mình hiểu kỹ á, thì mình sẽ tiết kiệm cái phước của mình chứ không có cái gì mà nó uh, oan cho bằng nó oan cũng không đúng mà thôi kệ dùng cái từ oan đi không có gì nó oan cho bằng mình cày lưng nha mình còng lưng ra mình cày mình cuốc mình đi làm cho nó đổ mồ hôi sôi con mắt mà không tiến bộ được không giàu lên được hoặc là mình ráng mình nỗ lực mình bố thí mình cũng dường mình làm phước mà cái phước mình hưởng không bao nhiêu tại có bao nhiêu nó trôi tuột ra hết đấy thì sư mong quý vị giữ gìn được cái phước của chính mình à, và nhắc nói cái hại thì cũng phải nhắc đến cái lợi đó là gì mình cứ nghĩ là mình à, phải bố thí mới được giàu đúng không nhưng mà mình không ngờ đến cái chuyện mình giữ cái giới không trộm cắp mình cũng giàu không nhất thiết là phải bố thí nhưng mà chỉ cần mình giữ cái giới không trộm cắp là mình cũng giàu nói thì nói vậy thôi quý vị ơi chứ còn hình như hình như là không có ai nha không có ai keo kiệt không cho ra được một đồng mà giữ được cái giới không trộm cắp <laughs> sẽ thấy nó nó khó lắm quý vị tại vì cái chuyện mà mình keo kiệt tức là do mình tham đúng không mình tham tài sản mà tham tài sản mà người khác có tài sản người ta hớ hên ra mà mình không tham mình trộm mình lấy tài sản của người ta thì hình như là nó hơi nó hơi bị ngược đời hình như chuyện nó không có đâu cho nên nói thì nói như vậy thôi chứ còn mình đã giữ được cái giới không trộm cắp thì tức là mình cái chuyện bố thí đối với mình cũng không thành vấn đề và xin thưa là mình bố thí ngó gì chứ nó dễ hơn cái chuyện cái giữ giới rất là nhiều ừ. cho nên một cái quả báo của việc giữ giới không trộm cắp đó là mình được giàu sang đầy đủ tài sản và chắc chắn cái chuyện như thế này có giữ giới là được sanh thiên là được sanh thiên nghe mình không cần phải mua visa nha không cần phải mua visa để qua những cái nước sung sướng mà chỉ cần mình thấy người ta hớ hên tài sản mà mình giữ giùm mình bảo vệ tài sản của người ta bằng cách là mình không trộm cắp là mình cũng đã có một cái visa sinh thiên rồi. Ừ. Cho nên à, chúc cho quý vị biết được con đường để đi lên và con đường để đi xuống. À, những cái buổi mà học về giới thì sẽ biết là nó cũng khô khan nhưng mà thôi mình ráng, bởi vì à, mình biết nó có lợi cho mình. À, thôi chúc quý vị an vui và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh nguyện cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ được kết quả làm người quả trời cùng quả niết bạc. nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lữ binh nguyện thể chúng sanh khỏi oan kết nguyện cho nhân loại sớm tu hành nguyện dình tam học giới tịnh tuệ Nguyện đoạn tham sân si độc sanh Nguyện giải căn nhân sanh tử khổ Nguyện diệt tâm tham háo lợi danh Nguyện tu tinh tấn không giải đãi Nguyện sao đào quả sớm viên thành Nam mô Bút Thái Nam mô Tham Mai -ya. Nam mô Sân Khai Chúc quý vị an vui A ca tha na ga पुनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु ससनं आकसथा च भुं मत्था देवनगमहीतिका अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनम् आकसथा च भुं nyantang amu mo di tua cirang perang itawata ce amehi punya tanpunya sampadam sampediwaa amu dan tu sampesampati si dia itawata ce hi sambatang punya sampedang Sabe buta anu modang tu sabe sampati si dia Ita amehi sambatang punya sampedang Sabe sata anu modang tu sabe sampati si Idam <Sýdang> me yatinang nan sukita hon tu nyata yo. Idam <Sýdang> me yatinang nan sukita hon tu nyata yo. Idam <ýdang> me yatinang nan sukita hon tu nyata yo. Idam <ýdang> me punyang aswa kaya wahang dangi punyakni panasaca yoho Ma memang punya pagang sabahatan nantiam sau sau